Xin chào, hôm nay tôi hướng dẫn các bạn trở thành người cá bảo vệ động vật nha. Chương trình đặc biệt này chỉ có thể đăng ký trên website tiun.vn, mà ở trên cái phiên bản desktop ở phần bên dưới cuối trang bạn sẽ thấy liên kết vào bảo vệ động vật. Hãy nhấn vào đây thì bạn sẽ được đưa đến trang giới thiệu về các tổ chức bảo vệ động vật nổi tiếng mà tôi đang làm việc. Các bạn có thể đọc thông tin để hiểu rõ hơn về các tổ chức này. Muốn tìm hiểu hoặc quyên góp riêng lẻ cho từng tổ chức, bạn có thể đi thẳng đến website của họ như Quỹ Bảo vệ Động vật Thế giới. Vào đây, bạn thấy có rất nhiều thú đang cần được giúp đỡ. Còn nếu các bạn quyên góp thông qua Tiun sẽ có nhiều quyền lợi hơn, như được ưu đãi mua đồ bơi tiên cá, học bơi người cá, chỉ cần tốn số tiền nhỏ hàng tháng, nhưng được cấp giấy chứng nhận của tất cả tổ chức mà Tiun đang làm việc. Và chắc chắn tương lai Tiun sẽ còn liên kết với nhiều tổ chức bảo vệ động vật hoang dã trên thế giới hơn nữa, mở ra cơ hội cho các bạn trở thành người cá bảo vệ động vật nổi tiếng. Bên cạnh việc học bơi với Tiun, thầy người cá đã được quốc tế công nhận duy nhất tại Việt Nam, thì thứ gì mà chịu nổi. Chắc chắn các bạn sẽ có đủ sức khỏe và trí tuệ để giúp thiên nhiên, động vật trên hành tinh này. Nên việc quyên góp trên website của Tiun rất quan trọng. Đó là chìa khóa để biến ước mơ cứu thế giới động vật thành hiện thực nhanh chóng nhất. Hiện tại Tiun có rất nhiều hoạt động liên quan về thú hoang dã mà các tổ chức đã thông báo, nên phải là người cá bảo vệ động vật cùng với Tiun bạn mới được tham gia các sự kiện này. Năm 2016, hoàng tử William của nước Anh ghé thăm Việt Nam với thông điệp kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã. Thế nên thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mạnh dạn đầu tư rất nhiều cho công tác chống tội phạm buôn bán thú hoang dã mấy năm nay, và Tiun chính là đại sứ kêu gọi bảo vệ thú hoang dã ở Việt Nam. Tiun muốn mở ra một giải pháp tốt nhất cho những bạn yêu động vật, cho những kẻ săn trộm và cho các tổ chức cứu hộ động vật. Đó là nâng cao tuyên truyền giáo dục ý thức cộng đồng, đặc biệt là sức khỏe. Bởi vì khi con người ta trở nên khỏe mạnh thì sẽ không ai nghĩ ăn thịt động vật hoang dã có lợi cho sức khỏe nữa. Trở thành hội viên người cá bảo vệ động vật với Tiun là bạn đang góp phần xây dựng đất nước Việt Nam thành thiên đường của thiên nhiên và động vật hoang dã thế giới. Sau khi đọc nội dung giới thiệu về các tổ chức Tiun đã liên kết thì bạn có thể nhấn vào nút đăng nhập đăng ký để tham gia quyên góp hàng tháng, trở thành người cá bảo vệ động vật. Đối với những bạn chưa có tài khoản trên website Tiun thì phải đăng ký. Còn có rồi, chỉ cần đăng nhập địa chỉ email vào là được. Lúc này trên trang bảo vệ động vật của Tiun sẽ xuất hiện nút quyên góp của PayPal. Đây là cách mà Tiun chuyển tiền cho các tổ chức bảo vệ động vật của chúng ta. Nếu những bạn có tài khoản PayPal thì có thể đăng nhập để thanh toán. Còn nếu không có thì sẽ dùng thẻ ATM, thẻ tín dụng gì đó cũng được, Master Visa Card. Vào trong này chỉ cần điền đầy đủ thông tin như PayPal yêu cầu là được. Rồi tự hệ thống PayPal sẽ lấy của bạn $10, nghĩa là hơn 200.000 đồng, nhưng họ đã tính luôn chi phí chuyển tiền cho mình. Còn nếu các bạn muốn thanh toán qua tài khoản ngân hàng của Tiun thì liên hệ qua Post, Chat, Messenger, Tiun sẽ đưa tài khoản cho bạn chuyển tiền, thì chỉ cần đưa đúng 200.000 là được. Nhưng khi chuyển tiền cho tổ chức thì Tiun cũng phải gửi qua PayPal, nên bạn nào thấy tiện thì cứ dùng PayPal để quyên góp hàng tháng, Tiun đỡ tốn thời gian hơn. Quỹ quyên góp cố định của Tiun cho mỗi tổ chức bảo vệ động vật là $50 mỗi tháng. Có thêm sự ủng hộ từ các bạn thì sẽ bảo vệ được động vật ở nhiều nơi hơn. Còn những bạn nào mà muốn quyên góp riêng lẻ cho các tổ chức thì chắc chắn phải tốn chi phí cao mà không được hưởng các quyền lợi của hội viên người cá bảo vệ động vật. Đặc biệt tài khoản của bạn trên website này á sẽ lưu ba cái thông tin quan trọng, đó là tích lũy điểm thưởng, ưu đãi mua đồ bơi tiên cá, học bơi người cá cấp bằng quốc tế, tham gia các sự kiện hoạt động của Tiun tổ chức, và những cái chứng nhận của các tổ chức bảo vệ động vật mà Tiun đang liên kết.